5 bức tượng phụ nữ kỳ lạ và độc đáo trên thế giới. 5. Tượng phụ nữ ngồi thiền tỏa sáng. Trong số những tác phẩm công cộng thì bức tượng một phụ nữ ngồi thiền trong tư thế hoa sen, hai tay bắt ấn với ánh sáng chói lòa phát ra từ bên trong là tác phẩm ấn tượng của nghệ sĩ Bay Resley ở New York, Mỹ. Để đúc bức tượng bằng sáp người phụ nữ ngồi trong thiền định, Bay Resley đã mất khoảng 6 tháng. Tác phẩm vừa hoàn thành thì bị rơi vỡ ra. Phải mất mấy tuần, Bay mới ghép các mảnh vỡ đó lại với nhau và cô đã sáng tạo nó bằng cách cho ánh sáng chạy bên trong cơ thể người phụ nữ, làm bừng sáng lên các vết nứt đó. Thật bất ngờ, đây lại là một tác phẩm truyền cảm hứng cho người xem nhất và nó trở thành tác phẩm bất hủ. Cuộc sống ngày nay cũng vậy, có những đổ vỡ tưởng như thất bại, bỏ đi. Nhưng nếu chúng ta biết hàn gắn, ngồi thiền định lại mình thì có thể tạo ra cuộc sống mới, tốt hơn. 4. Tượng Forever Magdalene. Tác phẩm mang tên Forever Magdalene được nghệ sĩ người Mỹ Sebas Johnson làm từ hơn 15 tấn thép và nhôm không gỉ, cao 8m, lấy cảm hứng từ chính cô đào bốc lửa Magdalene Monroe bị tốc mái khi đi vào chiếc hầm thông gió tại một ga tàu điện ngầm ở New York trong bộ phim kinh điển The Seven Years năm 1955. Bức tượng khổng lồ này được đặt ở Chicago, Mỹ. Do bức tượng quá lớn nên hầu hết đều phải ngước lên để ngắm. Nhiều người tỏ ra vô cùng thích thú khi được nhìn bên trong lớp vải của Magdalene Monroe được Sebas Johnson xử lý tinh tế. Cảnh tượng này không xuất hiện trong bức ảnh thực tế và Sebas Johnson đã phải dùng trí tưởng tượng của mình để sáng tạo ra tác phẩm điêu khắc này. 3. Tượng người đẹp tắm. Tác giả của bức tượng đặc biệt này là ông Oliver Watts, một nghệ sĩ, đồng thời là giám đốc một công ty quảng cáo của Đức. Tượng được làm từ thép, cao 4m, đặt ngay giữa hồ Alster ở trung tâm thành phố Hamburg của Đức. Bức tượng gồm 3 mảnh ghép gời, mô phỏng hình ảnh một mỹ nữ đang tắm trong hồ và có tên là Người đẹp tắm. Hình ảnh của mỹ nữ với mái tóc vàng và hai đầu gối nổi trên mặt hồ Alster đã tạo ra nhiều phản ứng khác nhau từ khi được công bố đến nay. Tác phẩm này cũng gặp phải một số rào cản từ phía chính quyền địa phương trước khi được ra mắt. Một vài du khách cho rằng nó không cần thiết, trong khi số khác nghĩ nó mang một thông điệp môi trường. Giống như cô gái tóc vàng đó, một ngày nào đó chúng tôi lại có thể bơi trong hồ Alster. 2. Tượng phụ nữ bị kẹt đầu. Bức tượng của một phụ nữ khổng lồ với hình xăm ở lưng, đầu bị mắc kẹt trong một phòng chụp ảnh công cộng được trưng bày trong nhà ga xe lửa Victoria của Anh, được xem là một bức tượng có ý tưởng kỳ quái. Đây là tác phẩm điêu khắc quảng bá cho chương trình London Inn, là một chương trình truyền hình thực tế trên kênh Discovery dựa trên câu chuyện của một cửa hiệu xăm mình của Louis Monley, người đã từng thực hiện các hình xăm trên người David Beckham và Kate Moss. Show truyền hình cho thấy những thử thách và khó khăn của cuộc sống hàng ngày trong cửa hiệu, cũng như đào sâu vào những câu chuyện riêng tư của khách hàng khi đến đây. 1. Tượng thiên thần phương Tây. Bức tượng người phụ nữ có bầu nắm thanh kiếm chĩa lên bầu trời này được xem là một trong những bức tượng lớn và có ý tưởng kỳ quái. Ngoài tên rồi, thiên thần phương Tây, bức tượng còn được nhiều người gọi theo kiểu nhạo báng với cái tên vòng bụng của miền Nam. Công nhân phải mất rất nhiều công sức để di chuyển bức tượng nặng hơn 25 tấn này. Bức tượng được làm bằng đồng và được đặt ở thành phố Ilracombe ở Anh. Các bạn vừa xem xong video 5 bức tượng phụ nữ kỳ lạ và độc đáo trên thế giới. Và với 5 bức tượng trên, bạn ấn tượng với bức tượng nào nhất? Hãy bình luận bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã xem kênh và đừng quên đăng ký để theo dõi những video mới nhất trên kênh của chúng tôi.